Trong chương trình thì có lẽ Phong rất là thích thú với phong cách của Yến Lê, một cô gái rất là cá tính và năng động. Thì trong chương trình lần này thì Phong xây dựng cô bé với những cái phong cách thời trang nó rất là mạnh mẽ, cá tính và xen kẽ một cái sự nổi loạn trong cái tính cách đó. Và Phong nghĩ là với những cái thời trang mà nó phối mix rất là nhiều loại trang phục với nhau và cùng với là những phụ kiện thì có lẽ rất là hợp với Yến Lê. Còn Nhật Thủy thì là một cô gái rất là nữ tính, rất là nhẹ nhàng. Thì cái hình ảnh mà của Nhật Thủy cũng như với những cái bài hát, một cái chất giọng rất là ngọt ngào như vậy thì rất là hợp với một cái hình ảnh rất là đáng yêu, rất là nhẹ nhàng. Thì với Nhật Thủy thì với cái sự nữ tính đó thì những cái bộ đầm rất là đơn giản cũng như là rất là đầy nữ tính thì sẽ cực kỳ phù hợp với lại là Nhật Thủy. Với Ngân Hà thì Phong rất là thích và cũng như ấn tượng với Ngân Hà với một cái làn da da nâu và cũng giống như là cô ấy có một cái nét rất là quyến rũ. Với những cái bản blue ra thì Phong rất là thích những cái hình ảnh cổ điển, nét cổ điển và cũng như là rất là phá cách, nó hơi Mỹ Latin một chút xíu thì rất là hợp với Ngân Hà. Và với cái phong cách đó thì Phong nghĩ là sẽ hợp với những dạng đầm đuôi cá, những chiếc đầm ôm sẽ tôn lên được cái vóc dáng của Ngân Hà cũng như là rất thích hợp với dòng nhạc mà Ngân Hà đang theo đuổi. Với Phương Linh thì với một cái mái tóc ngắn cũng như là một cái phong cách rất là sôi động thì Phong đã tạo dựng cho Phương Linh một cái hình ảnh đó là rất là cá tính, mạnh mẽ và pha một chút tomboy vào ở trong cái phong cách thời trang của bạn. Thì với những cái động tác cũng như là những cái vũ đạo cũng như là những cái bài hát thì nó rất là thích hợp để cho Phương Linh có thể dễ dàng di chuyển trên sân khấu và rất là thoải mái để thể hiện tốt những cái bài hát rất là cá tính của bạn. Trong chương trình lần này thì có lẽ một thí sinh cực rất là thú vị đối với Phong đó là bạn Minh Thùy. Minh Thùy có một cái vóc dáng rất là tròn trịa, rất đáng yêu, nhưng mà đặc biệt là bạn có một cái gương mặt rất là khả ái. Và những cái bài hát mà Minh Thùy mang đến thì nó rất là tình cảm và cũng rất là mộc mạc và rất là chân chất, đúng với những con người của bạn. Thì với Minh Thùy thì một hình ảnh rất là gần gũi, thân thiện. Và Phong cũng không có quá cầu kỳ trong những cái trang phục của bạn mà sẽ nhấn mạnh để làm sao bạn có thể tự tin nhất cũng như là thân thiện và gần gũi nhất đến với khán giả. Và đó là những chiếc đầm rất là nhẹ nhàng và không quá cầu kỳ. Và Phong tin là mọi người sẽ có cái nhìn rất là thiện cảm đối với cô bé này.